Trong bài ngày hôm nay thì ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của cổ thận, đúng không? Cấu tạo của thận thì nói chung là thận nó nằm trong hệ tiết niệu. Và ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy đây thì thận nó có cấu tạo là gồm hai quả thận to bằng hình hạt đậu. Và thận ta quan sát thấy là thận thận bên phải ấy, thì nó là sao đây này, thận bên phải thì thường nhỏ hơn và nó nằm thấp hơn so với thận bên trái là một đốt sống, đúng không? Và trong này nó có niệu quản này, nó thông với niệu quản nó đổ xuống bàng quang của chúng ta. Bàng quang là nơi để chứa các chứa nước tiểu sau khi đã được lọc từ thận. Và ở đây ta quan sát, ta sẽ có những cái khái niệm như sau. Mỗi quả thận thì dài là 10 cho đến 12 cm, rộng thì nó rộng khoảng 5 đến 7 cm, và nó dày trong khoảng là 3 đến 4 cm, nó nặng khoảng 100 đến 120 gram, đúng không? Và quả thận thì nó nằm sát ở phía lưng của thành khoang bụng, sát phía lưng của thành khoang bụng. Chúng ta hình dung tưởng tượng ra chưa nhỉ? Sát phía lưng của khoang bụng. Và ở hai bên cột sống nó nằm trong khoảng từ đốt sống ngực thứ 12 cho đến thắt lưng thứ 1 và thứ 2. Ở đây trong hình ta có đấy. Đấy. Nó nằm khoảng từ đốt sống ngực thứ 1 cho đến đốt thắt lưng từ đốt sống ngực thứ 11, 12 cho đến đốt thắt lưng thứ 1, thứ 2, đúng không? Và thận phải thì nó nhỏ hơn so với thận trái và nằm thấp hơn thận trái như ban nãy mình vừa nói. Nó gồm hai phần chính. Bây giờ ta quan sát tiếp này. Đấy. Cấu trúc của cái hệ tiết niệu như sau. Ta mở rộng của các động mạch tĩnh mạch này, niệu quản này, bàng quang này. Và cấu tạo của thận nó gồm là nhu mô thận và xoang thận. Đây. Nhu mô thận ở đây, chỗ chó anh chị này, xoang thận là ở đây. Đấy. Cấu tạo nó như thế. Xoang thận thì nó rỗng, đấy, hay gọi là bế thận. Xoang thận thì rỗng, đấy. Và nó có chứa các mô mỡ, các mạch máu và các dây thần kinh. Bao quanh xoang thận là cái khối nhu thận hình bán nguyệt. Bao quanh xoang thận là khối nhu mô thận. Đây. Bao quanh xoang thận là cái khối nhu mô thận này hình bán nguyệt. Và xoang thận đầu tiên ta tìm hiểu về xoang thận. Xoang thận thì nó thông ra ngoài với rốn thận, chỗ lồi hình nón gọi là nhú thận. Đây các nhú thận này, nhú thận, và đây chính là cái nhú của tháp thận. Và đầu nhú thì nó, nhú thận thì nó cao khoảng là 4 đến 10 mm. Đầu nhú thận thì có nhiều lỗ của các ống sinh niệu đổ nước tiểu vào bể thận. Đây này, đầu của cái nhú thận này nó có nhiều lỗ để nó đổ vào cái bể thận này. Có hình khác nữa, đây này. Những cái hình này, hình này là ở đây là cái nhú thận này, nó có nhiều lỗ để nó đổ vào cái bể thận này. Đổ vào cái các
phòng thờ các cái đài nó ấy, được chưa? Và đài nó sẽ hợp nhau với nhau và tạo thành đài 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 lớn, đúng không? Và chỗ lõm thì nó úp vào các nhú thận, gọi là các đài nhỏ như ban nãy mình vừa nói. Thường thì nhú thận có khoảng là từ 7 cho đến 14 đài nhỏ và hợp thành 2 đến 3 ba cái đài lớn. Và các đài lớn thì hợp lại thành bể bể thận, bể thận lại thông với niệu quản. Đây, các nhú thận này, một nhú thận, hai nhú thận thông với nhau thông qua các đài đài nhỏ, và các đài nhỏ này, một đài nhỏ này nhìn chọn chỉ hai đài nhỏ, ba đài nhỏ thông với nhau với bể thận, và bể thận này lại thông với niệu quản. Đấy, niệu quản lại thông với đây này, các niệu quản này, và niệu quản lại thông với bằng là bằng quang để chứa chứa nước tiểu, đúng không? Cái vùng tiếp theo chúng ta cần phải khám xét, xem xét đó là vùng nhu mô thận. Nhu mô thận thì nó gồm có tổng cộng là hai vùng là chính, đó là vùng trung tâm hay người ta gọi là vùng túy thận, và vùng ngoại biên người ta gọi là vùng vó thận. Túy thận nó có cái gọi là tháp thận. Tháp thận thì tháp thận đâu, bây giờ chúng ta quan sát này. Đây này, tháp thận này đấy, còn cái đây là nhú của cái tháp thận này. Nhú của tháp thận này, nhú của tháp thận này, hình này nó rõ hơn. Đây đây chính là cái tháp thận này đấy. Các bạn có hình dung ra cái vùng nào là nhu mô thận, vùng nào là vùng nào là xoang thận nhỉ? À, và đọc lại xem nữa phân biệt được không? Rồi để tôi đây đây này, nhu mô thận là cái vùng mà tôi là tổng cộng này, có tháp thận này hay người ta gọi là túy thận, bên ngoài là vó thận, rồi rồi đến cột thận, và xoang thận nó gồm có niệu quản là một, bể thận là hai, đại thận lớn là ba, đại thận nhỏ là bốn, đúng không? Đây là cái hình tổng quan nhất mà các bạn cần phải nhớ, cơ bản nhất mà các bạn cần phải nhớ. Còn về đặc điểm là chúng ta tìm hiểu tiếp. Vùng túy thận thì có nhiều khối hình tháp gọi là tháp thận, như ban nãy tôi vừa chỉ. Vó thận thì gồm có các cột thận là phần nhu mô xen kẽ với tháp thận, đúng không? Còn vùng tiểu thùy vó là phần nhu mô từ đáy tháp đến đến bao sợ. Vó thận thì nó gồm là cột thận đấy, cột thận là một, xen kẽ xen giữa với các tháp thận, và tiểu thùy vó là cái nhu mô đáy tháp thận, nhu mô đáy tháp thận đến đến bao sợ. Đâu, ta xem xét cái vó thận đây này, vó thận đây, cái vùng vó thận đây nhá, bạn quan sát thấy này, vó thận đấy. Ở trong này các bạn lưu ý đến mỡ ở bên trong xoang thận này. Đấy, mỡ mỡ màu vàng vàng đấy, vó thận đây. Các bao xơ ở bên ngoài này. Hình này tôi phóng to lên như vỡ ánh nhỉ, các bạn vẫn nhìn thấy bao thận này đấy. Nó gồm các cột thận, vó thận gồm các cột thận xen kẽ với tháp thận và nhu mô đáy tháp đến bao sợ. Và cái nhu mô thận ấy được cấu tạo chủ yếu từ các đơn vị chức năng gọi là đơn vị thận, mà ở phần sau mình sẽ tìm hiểu, hay nó gọi cách khác là nó có một cái từ gọi là nephron. Rồi ok.
chúng ta tổng kết lại này, chúng ta nhìn lại một lần nữa. Tủy thận, có khối hình tháp gọi là tháp thận đâu? Đáy của tháp đây, nhu mô của tháp, nhú của tháp thận đây. À, đây chính là cái tháp thận, nhìn con chó thôi này. Chó có chín này, tháp thận đây. Đấy. Rồi ok, cái bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của thận. Tới đây là kết thúc. Cấu tạo chúng ta nhớ là gồm hai phần chính là xoang thận và nhu mô thận. Thận thì nó gồm một đôi hình hạt động, chiều rộng, chiều cao, chiều rộng, chiều dài. Và nó vị trí nào? Thận trái với thận phải, độ to nhỏ như thế nào? Các bạn phải nhớ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.